quay trở lại với quý vị và các bạn trong clip của ngày hôm nay, ngày 18 tháng 12 năm 2018. Cửa hàng âm thanh nữ hạnh Zintec 100 FX1250 để gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại Đồng Nai. Vâng, trước khi gửi hàng cho những vị khách hàng ở xa, cửa hàng xin quay chi tiết góc cạnh của sản phẩm và test một bản nhạc trước khi vận chuyển hàng cho những vị khách hàng. Vâng, mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Dao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, đây là một chiếc Omni Puller SX1250. Và sản phẩm của ngày hôm nay, âm thanh Đức Hạnh xin test gửi anh Đỗ Viết Tuyền. Anh có địa chỉ là phường Trảng Đài, Biên Hòa, Đồng Nai. Vâng, anh Tuyền cũng đã đặt rất nhiều các sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh rồi. Và tiếp theo sản phẩm như một chiếc Omni Puller SX1250. Và anh cũng đã lựa chọn bên cửa hàng. Vâng, cửa hàng đang phối ghép cùng với một cặp loa Puller S955. Loa được sử dụng một bát 40 trung gồm chép điện và một chiếc đầu tách 15. Vâng, cặp loa S955 vào thời điểm này thì có giá dưới 48. Một chiếc Omni Puller SX1250 có giá trên 40. Một chiếc đầu tách 15 có giá trên 20, dưới 25. Vâng, sau đây cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin kính mời những vị khách hàng đang theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh cùng vào thẩm âm. Thank you.
quan tâm theo dõi kênh của âm thanh này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo. Vâng, xin thân ạ.